Hi, xin chào tất cả các bạn, và ngày hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng tham quan cửa hàng của Chiếm Tà Mobile cùng với chiếc điện thoại Tetan, cùng với một người bạn cực kỳ nhỏ nhưng mà luôn đồng hành với mình trong mọi thước phim và khung hình của mình, đó chính là một chiếc gimbal đến từ thương hiệu Fujitech với Vlog Pocket 2. Và đây chính là một chiếc gimbal nhỏ gọn nhưng mà mang đến những hiệu quả vô cùng bất ngờ. Các bạn hãy xem hết video ngày hôm nay nha. Và đây các bạn, như các bạn nhìn thấy thì nó gấp lại khá là gọn nhỏ. Và mình chỉ cần bật nó lên như thế này. Và các bạn lưu ý là mình mở hết những cái khớp khóa này ra nha. Mở hết ra. Rồi, sau đó mình chỉ cần để điện thoại vào cân cho nó bằng thôi. Cái này thì nó tương thích cả Android và iOS. Thì để mình sử dụng cái iPhone thường ngày của mình. Và với những cái chiếc gimbal nhỏ gọn như thế này nè các bạn lưu ý là mình nên tháo những cái ốp lưng hoặc là bao da ra, để tránh cái trường hợp là nó nặng quá thì nó làm hỏng thiết bị của mình. Đây, mình chỉ cần để vào. Và mình cực kỳ thích với những cái dòng gimbal của Fujitech, nó sẽ trang bị ở cái kẽ ở chỗ này nè các bạn, để tránh cái trường hợp là cấn nút nguồn hoặc là nút âm lượng. Và nó trang bị một cái miếng cao su ngay chỗ này để tránh cái trường hợp là làm chày điện thoại của mình. Đây, bây giờ mình cân lại thì cơ bản nó cũng đã sắp bằng rồi nè. Rồi, mình mở hết các khớp ra và sau đó mình sẽ bật cái nút nguồn lên. Đây. Nhưng mà các bạn thấy không, nếu mà mình để như thế này thì nó sẽ bị cúp điện thoại xuống. Nên các bạn lưu ý mình cần bật nó lên. Và sau đó mình khóa cái chốt này lại. Đây, mình nhớ khóa cái chốt này lại nha. Đấy. Và nếu so với lại cái Vuket 1 á, thì cái nút nguồn nó nằm ở phía trước. Còn bây giờ cái nút nguồn nó đã tách biệt qua bên đây, bởi vì nó tách biệt những tính năng của nó. Và phía trước này là những cái mod để mà mình điều chỉnh. Thì trước đây mình cũng đã từng dùng một cái con của Vlog Pocket 1 thì nó sẽ ít tính năng hơn, còn với con Pocket 2 này thì nó đã tăng những tính năng và những cái tiện ích nhiều hơn. Thì ở đây mình sẽ bấm vào cái nút nguồn để mình mở lên. Đấy, như vậy là mình đã mở thành công rồi nè các bạn. Đấy, và sau đó mình sẽ bấm kết nối. Thì với cái con gimbal này là thương hiệu Fujitech thì mình sẽ sử dụng app là Fujitech. Đây, mình đã tải về rồi. Đây là cái app mà mình thường sử dụng nè, mình bấm vào đây. Và bên đó, sau đó mình sẽ bấm vào cái biểu tượng tìm gimbal. Đấy, thì nó sẽ dò tìm. Đấy, mình sẽ bấm kết nối. Rất là nhanh chóng và dễ dàng. Rồi, như vậy là mình đã kết nối thành công rồi các bạn. Và khi mà mình bật thiết bị lên á, thì cái tính năng mod là chữ M này, nó mặc định nó là follow mod. Thì nó sẽ không nghiêng, mà nó sẽ khóa trục van và trục tiêu, tức là trục ngang và trục dọc các bạn. Đây, nó sẽ giúp mình là ngang và dọc, nó không nghiêng được. Mình bấm một cái thì nó sẽ chuyển về cái tính năng là ban mod qua lại, nhưng mà nó sẽ không lên xuống nè, lên xuống nó bị bật, mình thấy không. Với cái chữ mod M này á, thì mình bấm hai cái nó sẽ chuyển từ ngang sang dọc. Đấy, rất là dễ dàng. Rồi, trên này nó có hai nút nữa, đó là nút video và nút chụp hình. Thì mình bấm vào cái chụp hình nè. Rồi, cái nút này là quay video. Đây các bạn thấy không? Và trước đây á, thì những cái dòng gimbal nó chỉ có thể quay ngang thôi. Còn với cái dòng của Fujitech mà cái Vlog này, nó là một cái người bạn đồng hành của mình, không chỉ làm YouTube mà nó còn tiện lợi cho cái việc mà mình quay TikTok. Bởi vì cái khung hình dọc như thế này, và mình có thể cắm cái micro vào đây mà nó không có bị cộm hoặc là bị cấn. Đó, rất là tiện lợi. Rồi, cái nút cái bên này là để mình điều khiển. Đấy, lên xuống ngang dọc qua lại. Đấy, các bạn thấy không? Rồi, tiếp theo một cái nút nữa, đó là cái nút chữ G phía sau lưng này các bạn. Cái nút này thì mình sẽ thường sử dụng nè các bạn.
Ví dụ như mình bấm giữ một cái thì của nó sẽ là on và lock mode, tức là nó khóa lại hết các trục các bạn. Các trục sẽ bị nó khóa lại hết nha. Rồi mình bấm một cái và mình giữ thì nó sẽ là fast mode, nó hỗ trợ cho mình lia nhanh những cái hình ảnh, ví dụ như là xe chạy ngoài đường nè, hoặc là đá bóng nè, thể thao nè, và những trò chơi nào mà nó chuyển động nhanh đó, là ấn một cái giữ nha. Rồi khi mà mình ấn hai cái thì nó sẽ trở về cái tính năng là recenter, tức là nó quay về tất cả ban đầu hết. Và một cái tính năng ẩn của cái dòng của Budget 2 này, nhưng mà ở Budget 1 thì nó đã có rồi, nhưng mà nhiều bạn chưa biết sử dụng, thì mình chỉ cần ấn đè vào cái nút trigger và sau đó mình sẽ điều chỉnh những cái góc mà mình phụ cần nè, các bạn thấy không? Đấy, mình sẽ điều chỉnh được hết luôn á. Đó, lên xuống, qua lại, đây, ở mọi góc ngành mà mình cần luôn đó, rất là tiện lợi. Rồi mình chỉ cần buông ra và mình bấm hai cái thì nó sẽ quay về những tính năng ban đầu. Rồi ok, rất là nhanh. Rồi ở bên này thì nó sẽ còn có một tính năng nữa, đó chính là phóng to hoặc là thu nhỏ. Đây các bạn nhìn nè, mình đang phóng to hình ảnh đây nè, các bạn thấy không? Đây, rồi mình có thể thu nhỏ lại nè. Đấy, thì với một cái con gimbal nhỏ gọn này và đầy đủ những tính năng như thế thì mình thấy nó khá là tiện ích trong dành cho những cái bạn nào mà thích làm vlog, TikTok hoặc là quay những cái video, và thậm chí là mình cũng khá là chuyên nghiệp khi mà mình làm những cái video chuyên nghiệp luôn bằng điện thoại đó các bạn. Được, cái này. Và đây là con đường Nguyễn Tri Phương, mình công ty của mình thì ngay chỗ mà cổng bệnh viện Nguyễn Tri Phương này các bạn, thấy không? Đấy. Đường lậu thì nó khá là đông đúc và dưới con đường. Đấy, và bây giờ thì mình đang đi ăn cơm trưa nè các bạn. Và các bạn thân mến, tuy nhỏ gọn tiện lợi nhưng mà cái con Vlog Box 2 này còn tặng kèm theo một cái chân để mà mình cố định thiết bị. Đây, chỉ cần dặn chắc lại, mình có thể để lên bàn. Đấy, thì như vậy nó sẽ phù hợp với cái việc là chúng ta live stream, hoặc là mình có thể quay mà bằng camera trước, tự mình thao tác, không cần phải quay camera sau hoặc là có người quay giùm, rất là tiện lợi, dễ dàng. Và vừa rồi, trong video này thì mình đã giới thiệu với các bạn một cái con gimbal mới đến từ nhà Fujitest, Vlog Bucket 2. Đây là cái phiên bản mới so với cái Bucket 1. Và mình thấy rằng với mức giá chỉ khoảng 1.500.000 đồng mà 983 đang bán, với những tính năng đầy đủ từ quay video, chụp ảnh và những cái mode thu phóng cũng như là cái trigger của nó, thì mình thấy đây là một con đáng mua dành cho những các bạn nào mà thích làm vlog, làm video, hoặc thậm chí là các bạn đam mê TikTok và các bạn đang làm TikTok, thì đây cũng là một thiết bị mà rất cần thiết. Nếu mà các bạn quan tâm thì có thể comment bên dưới để nhân viên của chúng ta có thể tư vấn kỹ hơn cho các bạn. Và nếu mà bạn nào đã từng sử dụng con này rồi hoặc là có những đóng góp, những đánh giá nào thì cứ việc bình luận bên dưới cho mình biết nữa nha. Và bây giờ thì đừng quên nhấn like và subscribe ủng hộ kênh chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.